Chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến anh em một cái mẫu máy tính làm văn phòng rất tốt. Đó là mẫu máy tính Dell Latitude 7480. Với trọng lượng của nó chỉ 1,6kg và trang bị màn hình cảm ứng Full HD rất đẹp. Đây, các bạn có thể nhìn thấy hình thức thiết kế bên ngoài của dòng Dell Latitude 7480. Dòng này thì chủ yếu nó sẽ phù hợp với các bạn chủ yếu làm đồ họa tầm trung, cốt, lập trình, hoặc là cũng có thể dùng cái công việc cơ bản chẳng hạn như văn phòng soạn thảo văn bản, hoặc cũng có thể dùng để sử dụng những cái phần mềm chỉnh sửa ảnh hoặc là dựng phim. Phim thì lưu ý các bạn chỉ làm dạng phim bình thường thôi, còn nếu mà các bạn dùng render phim mà bạn phân giải cao thì chiếc máy này nó sẽ hơi đuối một chút. Bây giờ mình sẽ giới thiệu hình thức bên ngoài của chiếc máy này. 7480 bên ngoài có một cái màu đen và lớp vỏ làm hoàn toàn bằng hợp kim nhôm. Bên trên thì nó có chám một lượt lì, thì chúng ta nhìn thì giống y hệt các dòng Latitude trước, nhưng mà đây thực tế nó là dòng vỏ nhôm trục bản lề dạng như này, chính vì thế nó giúp chúng ta mở máy nó cực kỳ chắc chắn. Đây, mình sẽ mở giới thiệu mặt trước của máy này. Đây, các bạn biết là dạng phím check lỗi như này nó sẽ hỗ trợ chúng ta làm việc rất tốt. Phím thì có trang bị tấm nền led trắng và vẫn còn con chuột ở bên giữa, chúng ta hoàn toàn vẫn có thể sử dụng chuột này được. Máy được trang bị ổ cứng SSD nên việc chúng ta khởi động một cái ứng dụng một chiếc máy này lên bật nó rất là nhanh, kể cả ứng dụng Win bật chỉ mất vài giây thôi. Mình sẽ giới thiệu cái cổng kết nối bên ngoài. Máy được trang bị cổng USB 3.1 này, HDMI, hai cổng USB. Và đây là cái sạc của nó này. Đằng trước thì không có cổng gì cả. Bên này thì có khe cắm SIM, cộng thêm một khe cắm đầu độc thẻ USB và cổng LAN vẫn còn, cổng phone. Mà dưới máy thì nó làm như này. Toàn bộ bên này thì đều là hút gió vào và tản gió đằng sau này, thì nó sẽ không gây cảm giác khó chịu cho các bạn cầm tì tay hai bên. Và đây chắc chắn là một phiên bản được trang bị bản Windows bản quyền. Đây là bản Pro dán sẵn trên máy này. Tên máy là Latitude 7480. Còn đây là những cái thông số Civitas của máy. Đây là cái loa này, những cái hốc loa, loa. Đây, màn hình rất đẹp. Bây giờ mình sẽ giới thiệu cấu hình của em này. Máy được trang bị một vi xử lý Core i5-7300U, xung nhịp tích kiệm điện 4CPU và RAM trang bị trên chiếc máy này là 16GB. Màn hình của chiếc này là 14 inch, độ phân giải là 1920x1080 và có tùy chọn độ phân giải màn hình 2K. Còn đây là phiên bản chạy cầm Vega On nha anh em nhé. Đây là dòng máy doanh nhân nên đại đa số sẽ không được trang bị cầm màn hình rời. Ổ cứng thì mình sẽ kiểm tra dòng ổ cứng gì. Em này đang chạy con SanDisk X400 256GB. Và bên trên này thì anh em có thể thấy là trang bị camera của nó đây này. Dòng màn hình này thì hoàn toàn là công nghệ cảm ứng đa điểm, nó sẽ hỗ trợ rất là tốt. Bây giờ mình sẽ thử cái đa điểm của chiếc máy này. Và rất là to luôn. Tất nhiên rồi, hãy đăng ký và bạn sẽ nhận được $1,000 trong tài khoản demo. Chỉ có... Đây anh em có thể thấy là vào mạng rất nhanh, cảm ứng cực kỳ chính xác. Hầu hết những cái dòng máy tính giải trí bây giờ đều được trang bị những cái công nghệ màn hình như này. Nó giúp chúng ta việc zoom hoặc là đọc những cái thông tin trên màn hình nó rất là nhanh. Đấy, những ứng dụng loát rất nhanh. Ok, mời các bạn xem lại hình thức tổng thể của chiếc máy này. Với tông màu đen làm chủ đạo này, thiết kế thực ra cũng rất tối giản, nhìn cũng đơn giản và nó cũng không quá cầu kỳ. Nhưng khi gặp xuống mình thấy khá đẹp và trọng lượng máy nó chỉ khoảng 1.6. Thời lượng pin em này theo hãng giới thiệu được khoảng 7 tiếng, 7 đến 8 giờ. Chúng ta dùng ở độ sáng khoảng 60% màn hình và lướt web và có thể sử dụng thêm một vài phần mềm. Thì tương đương một ngày chúng ta sẽ không cần phải sạc. Còn với cấu hình như này, trên thị trường đang có giá bán khoảng 20 triệu. Thực ra có rất nhiều bạn bảo tại vì sao lại mua những cái máy cấu hình máy doanh nhân mà được trang bị cấu hình chip U mà lại giá là đắt đỏ như vậy. Bởi vì một doanh nhân thì họ không cần phải sử dụng quá nhiều cấu hình mạnh mà chỉ sử dụng những cái cấu hình cơ bản và yêu cầu cái máy chạy nhanh, bền là ok thôi. Chứ còn thực sự với tầm tiền này, nếu mà anh em chọn máy làm đồ họa chuyên nghiệp hay là máy chơi game thì theo như mình sẽ chọn các dòng máy khác. Còn dòng này thì nó sẽ phù hợp với các bạn làm văn phòng lập trình, yêu cầu các công việc đơn giản và đồ họa tầm trung. Còn nếu dùng quen dòng này thì cực kỳ sướng. Còn giá bán phổ thông trên thị trường khoảng 20 triệu thì các bạn lưu ý lựa chọn cho phiên bản cấu hình như này. i5 nha anh em nhá. Còn i7 thì mình thấy nó bán khoảng 22 đến 23 triệu.